Rồi, em đang xem cái video mà anh gửi ha. Thì cái lỗi anh kiểm tra eco là hoàn toàn sai. Khi muốn kiểm tra eco là phải siết nhẹ cái ngàm vô. Giống như cái video anh đã mô tả, anh sẽ xem phần sau. Còn cái này á, là anh chưa có khép nó vô cái, thì đương nhiên trong quá cái hành trình của nó phải có độ rơ để không có bị ma sát và không bị bóp cứng, đồng thời á, là khi mà kẹp vô á, nó sẽ không có bị gãy. Cái này là anh thử eco sai rồi. Vậy em sẽ chuyển qua cho anh xem cái video mà em review. Anh làm đi đi, nếu mà nó vẫn bị rơ thì em sẽ hoàn toàn thu hồi lại và trả luôn tiền trước cho anh. Rồi anh xem cái video nha. Video thứ hai đâu rồi ta? Đây là video review ha. À, sẽ kiểm tra cái độ rơ nó trước ha. Vừa cứng. Anh thấy cái tay không? Chứ là nhẹ không? Hai cái Lúc hàm kép đó, còn rất là khít, hai cái không hàm có nó rất là bị rơ lắc. và nó không bị rơ. Nó cách thử người ta như vậy thôi. À, sẽ kiểm tra cái độ rơ nó trước ha. Vừa cứng. Hai cái hàm kép còn rất là khít, không có bị rơ lắc. Rồi anh kiểm tra lại đi ha.